Kết luận mới nhất mức án của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Vĩnh Phúc. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, một trong những tin chấn động nhất hiện tại đang được dư luận cả nước quan tâm, đó là tại Hội nghị Trung ương chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được sao. Vậy tại sao một nhân vật quyền lực như bà Hoàng Thị Thúy Lan lại đứt xích thảm hại như vậy? Mức án mà bà phải lĩnh đó là gì? Hãy cùng Ngẫm Sử Thi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Theo thông báo số 3431 do Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, do vi phạm pháp luật, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Bà Hoàng Thị Thúy Lan hiện cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, việc này phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Sau khi nghe tờ trình, thảo luận tại đoàn, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Vậy bà Hoàng Thị Thúy Lan là ai? Tiểu sử quá trình công tác của bà như thế nào? Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh ngày 6 tháng 5 năm 1966, quê quán thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 1 năm 1997 là tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chánh văn phòng Tỉnh đoàn, rồi Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, bà Lan trở thành Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006 là Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009 là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2010 là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2012 là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, bà Lan được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, họp kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020,
tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Nhân vật này đã làm những hành động gì lộ liễu đến mức dễ bị vạch trần và đưa bà rơi xuống hố sâu mất tất cả như vậy? Đầu tiên là vụ việc con gái bà Hoàng Thị Thúy Lan được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc khi mới 31 tuổi. Trong thời gian bà Hoàng Thị Thúy Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, con gái bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang 31 tuổi, trở thành nữ Phó Giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 2 năm 2021 vừa qua, ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều động bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số cơ quan đơn vị địa phương. Đáng chú ý là trường hợp bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Việc bổ nhiệm con gái sinh năm 1990 của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vào vị trí này gây ồn ào dư luận. Về trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm con gái làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, bà Thúy Lan cho rằng bà nói ra sẽ không khách quan và đề nghị phóng viên liên hệ với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để có thông tin chính thống, khách quan. Tuy nhiên, trong sáng mùng 1 tháng 3, phóng viên nhiều lần gọi điện liên hệ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không được. Được biết, bà Trần Huyền Trang tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế ở Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên tại Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013, rồi được vào biên chế thông qua xét tuyển. Năm 2014, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên. Đến giữa năm 2016, chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch Đầu tư, rồi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Sau đó, bà Trang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư ở tuổi 31 và là một trong những nữ Phó Giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Việc thăng tiến của bà Trang 8 năm qua trong bộ máy chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không việc ưu ái bổ nhiệm thần tốc con gái của Bí thư Tỉnh ủy. Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, nơi bà Trang làm việc trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển kinh tế, tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất các cấp có thẩm quyền cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trung tâm này thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, tổ chức có nhu cầu về môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội đầu tư, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh và Trung ương về ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư trước và sau khi đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế, chính sách về khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tiềm năng đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm cũng triển khai hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức các buổi cà phê doanh nhân vào 16 giờ chiều thứ 6 hàng tuần để giải quyết các kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan.
thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Vụ việc thứ hai có liên quan tới bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng 8 bị can khác, đó là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố các cá nhân. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có 2 lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, với quy mô vừa phải, hoạt động ở cấp huyện, ở lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Công ty này có 21 dự án, với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc và thấy rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thông báo nợ thuế mới nhất vào tháng 2 năm 2024 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, công ty này không có tên trong danh sách nợ thuế lớn nhất. Tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 62,3 ha đất tại sân bay Nha Trang, giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch, để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, dịch vụ tài chính, du lịch Nha Trang. Trong đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhà Vĩnh Yên có số nợ thuế lớn nhất là hơn 48 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, nợ thuế hơn 25 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc nợ hơn 17,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Bà Hiến nợ hơn 17,08 tỷ đồng. Như vậy, rất có thể việc bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính là một trong những lý do giải thích cho việc công ty này không có nợ thuế ở Vĩnh Phúc. Theo tìm hiểu, số nợ thuế được nhắc đến lên tới chục nghìn tỷ liên quan đến khoản 12.000 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại tài chính du lịch Nha Trang được xây dựng trên đất sân bay Nha Trang cũ. Trước đó, vào tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương nộp gần 12.000 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ tài chính tại khu dự án khu trung tâm đô thị thương mại tài chính du lịch Nha Trang. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng văn bản này chưa đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành, do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính phải dựa trên kết quả thẩm định giá đất, dựa trên nguyên tắc ngang giá các dự án và thông báo của cơ quan thuế.
Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 3, ông Tô Ân Sô cho rằng qua vụ việc này cho thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Công ty này đang thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động. Ông Tô Ân Sô nêu, người phát ngôn Bộ Công an còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ, năng lực, mức độ của công ty rất vừa phải, nhưng trúng thầu dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Nêu thực tế, Phó Tổng Giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4, Trung tướng Tô Ân Sô lưu ý, nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh, nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân và nhà nước. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Mức án mà bà Hoàng Thị Thúy Lan phải chịu đó là gì? Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Một ngày trước, bà Lan bị Ban chấp hành Trung ương khai trừ đảng. Trung ương đánh giá bà Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những vi phạm này khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Theo Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trước khi bị bắt, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nói gì về phòng chống tham nhũng tiêu cực? Không chỉ có những phát ngôn, chỉ đạo mạnh mẽ về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước khi bị bắt, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra theo quyết định của Thanh tra Chính phủ. Theo kết quả công bố của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 với 77,95 điểm trên 100 điểm, Vĩnh Phúc đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, đáng chú ý là chỉ số công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng của tỉnh luôn đạt số điểm trung bình các năm khoảng 18,5 trên 20 điểm và tổng số điểm đánh giá công tác phòng chống tham nhũng hàng năm trung bình đạt khoảng 70 trên 100 điểm, được Thanh tra Chính phủ đánh giá thường xuyên, nằm trong số 25 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.
Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc cuối tháng 7 năm 2023, bà Hoàng Thị Thúy Lan khi đó là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan đơn vị để kịp thời ngăn chặn từ sớm từ xa các vụ việc tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc khắc phục tháo gỡ vướng mắc theo các kết luận giám sát thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực kinh tế xã hội. Tập trung xử lý các dự án đầu tư trọng điểm đang gặp khó khăn vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán nhằm khơi thông nguồn lực cho sự phát triển. Bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm thông báo kết luận, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban nội chính Trung ương kịp thời kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán và xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 21 tháng 2 năm 2023, phát biểu tại hội nghị giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh tại tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan với vị trí công tác là Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định qua cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, là những gợi mở cả về lý luận và thực tiễn để Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhấn mạnh đây là nội dung đặc biệt quan trọng, bà Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, sau hội nghị, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có kế hoạch cụ thể để giới thiệu, quảng bá cuốn sách đến cán bộ đảng viên, nhân dân. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời triển khai những công việc cụ thể để thực hiện tốt công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh, kinh tế xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Không chỉ có những phát ngôn mạnh mẽ về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, bà Hoàng Thị Thúy Lan còn được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra theo quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Chính vì có những phát ngôn và chỉ đạo quyết liệt trong việc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh, nên việc bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm thấy không thể tin được. Có thể thấy, khi theo dõi những vụ khởi tố tạm giam, truy tố, xét xử cán bộ cao cấp gần đây mà người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, một quốc gia mà pháp luật được thượng tôn, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là thể hiện cao nhất của dân chủ, văn minh, tiến bộ. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tổng Bí thư cũng chỉ ra thực tế tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự, Tổng Bí thư nói. Dân nhìn vào các vụ án và củng cố thêm niềm tin vào công lý. Còn cán bộ quan chức nhìn vào để tự nhắc nhớ mình bài học về đạo làm quan. Khi có quyền lực trong tay, rất dễ sa ngã, không kiềm chế được lòng tham, bị đồng tiền làm cho lóa mắt, trước thì sau cũng xa lưới pháp luật. Bài học về đạo làm quan là chỉ có con đường liêm khiết, công chính mới tồn tại, để lại tiếng thơm. Còn ngược lại sẽ bị pháp luật trừng trị, mất hết tất cả. Cho dù có ai đó thoát lưới pháp luật thì vẫn phải nhận bản án của thẩm phán sáng suốt và công tâm, đó chính là nhân dân. Và không biết sẽ còn những sự việc hay cá nhân nào làm sai và bị đưa ra ánh sáng nữa hay không.
Và ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Mùa phong sương kết trái. Sớm tinh mơ, người bến mỏi mòn chưa kịp tỉnh giấc đã nghe lào xào rồi tiếng trống thùng thình. Mấy ông trên thị trấn xuống đưa sấp hình, trong cả trăm lao động Việt bên cam lục ra đâu được mấy chục người của bến mỏi mòn, già có, trẻ có. Người đi trước phải dụ được người đi sau, không là nó đánh cho đến lúc không còn thở được nữa. Mà khi người ta đã tắt thở rồi thì nó đào mồ chôn trong rừng, không thì thả xuống sông. Có tiền chuộc 300 triệu thì mới thả người về. Tiếng khóc ào ạt, người gọi thằng tí, người kêu con mén. Trời ơi, những đứa con phù sa. Chín cam lặng thinh vào nhà cầm xa cái hộp. Bao nhiêu vàng đây chắc bán cũng đủ chuộc mấy chục người trên bến mỏi mòn, phải không mấy chú? Vậy nè, mấy chú cứ cầm qua bển. Gì chứ giáp miệt Hồng Ngự cách con sông là nhiều sòng bài lắm. Hồi xưa tôi trốn từ đó qua đây mà. Cái đêm đó tụi nó chục thằng xé đồ tôi, xé luôn cái đời con gái của tôi. Trừng giam tôi 7 năm tháng, chúng thấy cái bụng chành ảnh ra mới lơ là, nhờ đó mà tôi trốn được. Giờ mà để tụi nhỏ bên đó thêm ngày nào là lành ít giữ nhiều ngày đó. Mấy ông trên thị trấn ngó bà chấm mắt, nghe kể chuyện đời mà thản nhiên không giọt nước mắt. Lưng khừng đôi chút rồi phủi tay cái rột. Tiền bạc gì đâu, biên phòng mình đang phối hợp để giải cứu. Báo cho bà con hay vậy thôi, bà con yên tâm chờ. Mấy ông cán bộ nổ máy ghe đi. Cái nỗi chờ bắt đầu thấp thỏm theo từng ngày trên bến. Ai đó hỏi, sao bà kể tình queo mà không khóc? Cũng ai đó trả lời, chắc cạn nước mắt từ cái đêm mưa giông sấm chớp mờ mờ ảo ảo. Chín cam nghe nhưng lặng lẽ cúi xuống nhìn đất. Đất nuốt chừng hết tất thảy mọi nỗi đau. Bây giờ là tháng 9, mưa xa, mưa sấp đồng. Phong sương cũng bắt đầu vàng lá. Từ Bắc An Hòa xuôi con nước sông Hậu, qua cầu Côi là về đến bến mỏi mòn. Cái bến nghe tên mà buồn quắc quéo lòng dạ. Chẳng biết ai đã đặt tên cho cái bến quê ngộ kỳ đời vậy. Chỉ biết thương hồ, mỗi lần cần chấm mắt ghe thì phải tới xứ này. Xứ gì mỗi đàn bà bồng con leo nheo lóc nhóc. Xứ gì mấy bà già tóc trắng phếu vẫn ngày hai buổi ra đồng cày cuốc. Xứ lạ quá chừng, đi từ đầu xóm đến cuối xóm, tìm được một thằng đàn ông còn khó hơn phong sương co trái. Bận ông nào đó từ miệt bưng lành tuốt Hồng Ngự ghé qua, ngó giáo xác cái xóm, rồi thở dài thườn thượt, buông câu giáo hoành. Chín cam đưa mắt ngó lên, rồi cặm cụi chấm thêm vệt chỉ thiên màu xanh dương ngay giữa con mắt ghe. Dấu chấm nhỏ như đầu kim, chẳng ai nhìn thấy, ngay cả chủ ghe còn chưa chắc biết. Thoảng khi người ta cũng thấy năm ba đàn ông từ thị trấn xuôi ghe về bến ở lại tuần lễ hay nửa tháng rồi đi. Đó là mấy người thợ làm nhà, hoặc lái về thu mua lúa, lấy trái cây. Chỉ vậy thôi, cái xóm vẫn cô liêu u tịch. Chín cam dáng người rong ròng cao, gắn với đất này cũng hơn 30 năm trời. Người ta gọi chín cam vì bà trốn biên giới mà lặn lội về đây như cái cơ duyên ông trời sắp đặt. Lang thang khắp nơi, nhưng khi đò chở ngang qua cái bến có vòm cây vàng lá một chiều mùa hạ, bà kêu đò ngừng lại, cái bụng đã lúc liều như trái mít chín cây to hơn vòng tay ôm. Cắp nách cái giỏ đệm đựng xăm bộ đồ. Chín cam chỉ miếng đất sát chàng ba rồi hỏi mua, kêu thợ dựng nhà. Chừng hai tuần sau nhà vừa xong là chín cam đẻ. Đêm mưa sấm chớp ì ủng, tiếng khóc trẻ con lẫn tiếng mưa, tiếng thét gào lẫn tiếng sấm răng. Tiếng này chưa dứt đã chồng lên tiếng kia, trùng trùng cả đêm thâm sâu miệt bưng. Xứ này cũng có đàn ông chứ, nhưng mà dần già rồi cũng đi. Đi vì bị bắt lính xung quân những năm trái hỏa châu sáng chói trời đêm. Đi rồi chẳng về. Cũng có khi vì cơ cầu cực khổ miệt bưng sao giữ chân những người mang chí lớn. Đám già đã thế, đám trẻ lớn lên thấy xanh đỏ đèn vàng thị thành xa hoa cũng đùm túm nhau đi. Thoảng khi về là những lúc đã rệu rã úa nhàu. Đứa về giao con cho má, cho bà, cho chị. Đứa về quậy thừa sống thiếu chết
để moi móc mớ tiền chắt chiu từ ruộng đồng vườn tược rồi đem đi, bỏ lại cái miệt bưng bến mỏi mòn, những phận đàn bà chẳng biết nổi nênh gì mà tròng trành đơn độc. Trên cái bàn thờ lớn giữa nhà Chín Cam là 12 cây cọ vẽ. Hàng ngày, Chín Cam thắp nhang đầy đủ ba bận, sáng tinh xương gà gáy, trưa đứng con nước sông và chiều tím lím bờ. Đều đặn như thế, Chín Cam có cái nghề chấm mắt ghe chứ danh vang cả miệt sông Hậu. Ghe thường hồ mần ăn buôn bán, ghe đi sông đi biển, ghe chở hàng vào lạch xa búng đều kéo đến bến này nhờ Chín Cam chấm mắt. Chín Cam hành nghề từ sau cái hôm đẻ xong ra tháng. Chín Cam tùy tuổi chủ ghe mà vẽ màu mắt, tùy ngày giờ hữu duyên ghe đến mà chấm. Cũng có khi Chín Cam lắc đầu phủi tay, kêu chủ ghe về đi, ghe này không chấm. Chấm là nghịch ý hà bá. Chủ ghe đưa sấp tiền dài cộp, Chín Cam vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Đất có thổ công, sông có hà bá. Chấm mắt ghe là điểm nhãn, để ghe thấy đường mà đi. Sông nước cũng có hồn, thiêng anh linh chú ngụ. Đâu phải cứ có ghe là chạy, phải thuận theo ý hà bá nữa mấy ông ơi. Chủ ghe nghe Chín Cam nói, thì cào nhau một đỗi, mới lui ghe khỏi bến. Chín Cam một mình một nghề, sống khá giả nhất xóm, nhưng mà cũng cô độc nhất bến. Như lời mụ Tám kể, thì ngay cái lúc rước đứa con Chín Cam ra đã là một cục thịt chẳng thoi thóp, không tay, không chân, màng bọc chung quanh trắng trơn, không một chút máu. Má mụ Tám kinh hoàng đặt xuống giường, miệng rì rầm khấn vái. Chín Cam bắt đầu la hét. Mụ Tám khi đó vừa qua 20, sợ tiếng hồn nép vào một góc nhà. Lần đó không phải chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm hay tiếng la hét, mà mụ Tám còn nghe thấy tiếng chân rì rầm đi về phía ngôi nhà. Tiếng chân ngày càng rõ. Trong màn mưa trắng xóa, mụ Tám nhìn ra phía hiên nhà. Hình như có cả nhóm binh lính, mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn, thoắt hiện. Phong sương một cây chín rễ, một cành chín lá, một lá chín vân, một vân chín tẻ. Nắng ưng, mưa cũng chịu, cứ bám đất mà sống. Phong sương cằn cỗi khô khốc, 10 năm mới có hoa, 50 năm có trái. Hoa phong sương 5 cánh, đầu cánh nhọn như mũi sao, màu trắng ngà. Hoa chẳng có hương, trái phong sương nhỏ như trái trứng cá màu trong suốt. Tựa thể nhìn thấy rõ hột nằm bên trong. Lá phong sương non xanh, già vàng, chừng bắt đầu trổ bạc thì rụng dần xuống. Gặp đất, lá sẽ nhuốm màu nâu, gặp sông sẽ hóa màu vàng. Cây phong sương như một thứ lạ lùng của người bến mỏi mòn. Đôi khi sống cả đời chỉ thấy trái một lần, cũng có khi chẳng bao giờ thấy trái phong sương, bởi chưa kịp thương đất này, họ đã bỏ đi mất tiêu. Mấy người thương hồ ghé bến mỏi mòn vài lần cũng thấy lạ. Hễ mỗi khi chấm mắt ghe, Chín Cam hay hái mớ lá vò ra thành thứ nước, rồi vẽ mồi lên hai bên mắt ghe. Vẽ xong, lại lấy nước sông rửa cọ, mới bắt đầu pha màu vẽ nổi cặp mắt ghe lên. Những khi vẽ Chín Cam hay đọc gì đó nho nhỏ trong miệng, có khi như hát, có khi như khóc, ghe cũng có hồn. Hồn ghe như hồn người, nhìn vào mắt là biết. Chín Cam hay nói vậy, mỗi khi nhìn ánh mắt xanh lè, môi run bần bật vì sợ của chủ ghe. Nhưng Chín Cam chấm mắt ghe nào, thì ghe đó thuận con nước mà làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt. Gặp sóng to gió lớn, ghe cũng không chìm. Gặp bọn gian thương trộm cướp, ghe sẽ hất mũi ba cái. Gặp người thiện lành, đức độ, ghe sẽ cúi đầu ba cái. Chẳng biết đúng sai, nhưng lời đồn nhanh như gió, mạnh hơn bão, và dễ khiến người ta tin hơn bất cứ lời nói chân thật nào trên đời này. Dân thương hồ cứ thế mà tìm đến. Chín Cam cũng chẳng ầu ơ ví dầu gì cả. Cứ một cặp mắt ghe là 900.000 tiền bỏ vào phong bao đỏ. Chín Cam thượng lên bàn thờ thắp nhang đảnh lễ, rồi chọn một cây cọ trong bộ 12 cây mà vẽ. Cũng chẳng ai quan tâm tại sao dùng cây cọ này vẽ mà không dùng cây kia. Cũng đâu ai hỏi sao ghe mắt đó mắt màu xanh, ghe tui mắt đỏ. Chỉ biết lặng lẽ nhìn Chín Cam chấm mắt ghe
mà Toàn chỉ biết lặng lẽ nhìn Chín Cam chấm mắt ghe mà Thành Toàn tin tưởng. Một sớm tàn mùa, lá vàng chuyển sang bạc, lá rơi xuống đất nhuốm màu hiu hắt, lá rơi dọc triền sông phủ lên vẻ cô tịch, gió bắt đầu se sắt, nước ngọt đồng, lác đác trên cành còi cọc vài bông phong sương ti hí nở. Mấy ông cán bộ xã cho ghe to cập bến. Mấy đứa nhỏ chạy ùa về, đám người đang loi ngoi ngóng chờ. Nước mắt thấm đất, tiếng khóc thấm trời, bến trộn rộn, mụ Tám cười hề hà. Thằng này tao đỡ ngày mùa ngập nước đồng, nay dòng dòng cao. Con này tao rước lúc hạn nứt nẻ như gót chân người châu thổ, nay tóc dài đen nhánh. Thằng này, con kia, về được là vui rồi, khóc chi bây? Đất này luôn giang tay đón những phận đời rủi rong. Đất đâu có bao giờ bạc, chỉ người bạc với đất mà thôi. Lẫn trong bớ người là mấy gương mặt hốc hác đàn ông, tay cầm cái ba lô lừng khừng, về luôn đi bà con. Tôi lập cái xưởng đóng ghe, tôi chỉ cho cái nghề để mình mưu sinh, sông nước còn phù sa thì mình còn sống được. Giàu nghèo gì đó cũng đâu bằng sống trên quê mình. Xứ lạ người xa đâu bằng đất quê bếp nhà. Ai đó nói bà Chín Cam tính hay thiệt, mà gốc cam hay Việt vậy chen. Chín Cam cười bâng lâng, cam hay Việt đâu có quan trọng mấy bà ơi. Đất này cho tôi cuộc đời mới, quê hương mới, là máu mủ ruột già của tôi. Chừng khi đi qua xeo neo sâu bể, rủi may phận mình, người ta mới ngộ ra đâu là bản xứ. Người có bỏ đi, người không lại tìm. Như cây phong sương này, thiệt ra cái hột của nó theo gió, theo nước mà trôi về xứ này. Chừng cắm rễ thuận trời mà ký thác đời mình nơi đây. Đơm hoa rồi kìa, bấm đốt ngón tay tôi tính, năm nay là nó kết trái. Mà hễ phong sương kết trái là được mùa no ấm nhen bà con. Tiếng cười rào rạo trên bến, phong sương theo gió rơi lả tả, lá thấm vào đất, lá hòa vào sông. Đục trong gì đó cũng cạn một đời với bến này mà thôi.